Oh my god, đây còn Michelin giới thiệu nữa em. Những cái món này mà mình chưa bao giờ ăn. Oh my god, cái trái mận chưa thấy cái trái mận bự luôn. Oh my god. Này, hồi nãy mực lại là mực mực giả nên nó khủng khủng, nó cắt cắt làm sao? Trời, nó rộng. Thấy không, Huy là thật sự là rất là hơi sợ đám đông. Ở khách sạn KPU rất là tiện vì đối diện đây có một cái shopping mall. Và bây giờ mình vô đây mình tìm có dặn chưa luôn không. Hello, welcome to Sitecom TV. Hai công chào các bạn. Chào các bạn đến với Taipei. Taipei, so hôm qua Hai Ngọc Huy mới đến Thái Thế. Mình đã có một cái trải nghiệm đi ăn đồ ăn ở ngoài đường phố. Ai cũng nói là ở Thái Thế đồ ăn ngon em. Dạ. Yeah. Bởi vì mình cũng saving hay là mình thảo luận bình luận gì đó thì mình phải có một cái kinh nghiệm, đã đến đây ăn rồi, đã có trải nghiệm rồi thì chúng ta có thể bình luận dễ dàng hơn. Dạ. Yeah. So, đến Thái Thế là không thể thiếu được đến cái night market. Ok. Ở đây rất là nổi tiếng em, như và người ta bán đồ ăn rất là nhiều. Cái night market nó tên là Rauhe Street Market. Là cái này là cái street market lớn nhất, với nó có một cái lớn thứ hai nữa. Nếu mà ai biết cái lớn thứ hai tên gì, ghi comment nhé. Và mình ăn đi em. Ok. So, Thái Công với Huy thật sự là không phải là typical đi ăn street food. Yeah. Không có rành lắm đúng không? Không có rành lắm. Đây là hôm nay mình sẽ trải nghiệm. Yeah. Coi thử cái món nào hợp mắt mình sẽ ăn. Yeah. Thử. So, hôm qua, lúc mà ngày đầu tiên mình đến đây, mình cũng có ráng một đi một cái street food. Nhưng yeah, mà nó khá nhỏ. Và mình có thử cái món vừa tới anh nghe nên cũng hơi rùng mình. Stinky tofu, đậu hủ thối, đậu hủ gì? Đậu thúi. Anh ấy muốn phê bình, mình muốn nói về một cái món gì đó mình phải thử. Dạ. Yeah. Có thể là hôm nay mình thử một lần nữa không ta? Đây mình có gặp cái cô ở Việt Nam ở đây nè. Cô nói là mới đầu cô qua đây sống, cô thấy cũng thúi lắm, ăn không nổi. Cái sau này nghiện luôn. Ờ, ăn rất là quen em. Wow. Chắc là nghĩ giống như mắm vậy đó, có nhiều người ăn mắm không được, cái là ăn mắm biết cái tê cũng nó quen sao. Chắc là cũng mình, nhưng mà anyway mình cũng đã có trải nghiệm rồi đúng không? Dạ, mà cái em. Đã xịt em. Nhưng mà cái mùi nó khó chịu liệt thiệt luôn em. Một điều thấy không rất là khen Đài Loan luôn á, có nghĩa là mấy cái chợ này người ta bán đồ ăn rất là nhiều nhưng mà không có rác, cũng như để một cái thùng rác mà ai cũng đến đây bỏ vô cái rác đó hết, mà thùng rác rất là gọn luôn, có nghĩa là cũng phải gọn rường xiên. Thế giờ bây giờ rớt xuống là cái anh này anh bỏ vô và anh tự lụm bỏ vô lại, chứ không phải là rớt xuống rồi bỏ đi, mà ai tới đây cũng bỏ rác vô đây hết. Còn con đường chỗ nào cũng sạch sẽ. Thay không, sẽ cho các bạn xem những cái con đường mình tưởng tượng là chỗ này rất chắc là dơ lắm luôn á. Nhưng mà không có một cái miếng rác ở ngoài. Mà bình thường thì mấy cái chỗ mà cái khu chợ đáng lẽ là phải rất là messy, dơ, hơn mà ở đây sạch ghê. Và anh chỉ nghe nói là Singapore sạch chứ anh không, chứ ai nghe nói là Taiwan sạch mà anh thấy nó không có thua gì Singapore nữa em. Dạ. Anh thấy là sạch như Singapore. Em nghĩ là một cái đất nước xã hội văn minh mà tử tế và có ý thức á, là người ta phải giữ gìn cái thành phố. Thì em nghĩ Singapore tại vì cái structure của cái thành phố nó đã clean hết nên mọi người thấy dễ sạch. Còn ở đây thì thấy tòa nhà rất là busy á, người ta thấy ít sạch nhưng mà thật sự rất là sạch. Không có một cọng rác luôn anh. So, quá ngạc nhiên. Các bạn nhớ nha, thấy có đem đồ theo rác từ cái bước ngoài đường. Nhiều khi mình bỏ vô cái bịch mình đem về nhà hay là mình thấy tới cục rác tới mình bỏ vô. Yeah. Một ngày nào đó nếu mà Việt Nam mình mà sạch như vậy là em đã biết nước mình rất là phát triển. Tại ông đề cập cái đề tài này cũng khá nhiều, thì ra ở Việt Nam cũng 10 năm mà nhiều khi mình chứng kiến người ta bỏ rác. Giống như là mình đi xa hơi mình thấy ông chở con ổng trên xe Honda, và ổng ăn xong ổng vừa đi xe và ổng vứt trên xe hơi, xe Honda vứt xuống luôn, mà đứa con nó ngồi trên xe thì đứa con nó ngồi đằng sau, nó học ba nó đi ngoài đường trên xe Honda luyện đại vậy đó. Và cái điều đó các bạn thấy, nếu mà chúng ta mà có thể là giữ cái ý thức đó thì cái xã hội Việt Nam và cái thành phố Việt Sài Gòn nó sẽ đẹp hơn và sạch sẽ hơn. Người ta tới đây, người ta một cái người người ta dọn rác nữa chứ không phải là đó, một cái ông này dọn rác ở đây mà ai cũng bỏ rác vô hết. Cái bịch rác này vừa đầy là ổng sẽ đi bây giờ quá trời đông người. So,
Cho nên là nhà rác không có phải đi rớt ở ngoài vừa đấy. Yes. Ai đi ngang cũng bỏ rác cho đi hết. Thấy những cái quầy ở đây không có một cái chỗ nào mà có rác hết. Đây là street food mà còn có Michelin giới thiệu này, món bánh gì đây? Điều Thái Công với Huy thấy một cái hay nữa là ở đây rất là đông nhưng mà mình cảm giác mình không có bị sợ bị móc túi hay là giật đồ hay là chen lấn. Thật sự người ta rất là không có đụng mình luôn vậy đó. Người ta đông đông nhưng mà người ta cũng không có đụng. Nếu mà người dân ở đây, không biết mấy người tourist ở đây người ta làm sao, nhưng thấy người dân ở đây người ta rất là lịch sự. Và thích nhất là người ta thấy cái sự an toàn ha. Wow. So, đây món gì đây? Món mực, em ăn mực không? Cái thấy ngon á. No. Cái này mực octopus chiên. Dầu mỡ quá. Không phải octopus em. Nó là cái bột chiên hay sao? Mực 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 á. À, cái con mực kìa, mực. This is octopus. It's octopus. So, ở đây phải trả tiền mặt nha, có nghĩa là mình không có trả tiền cả. Có nghĩa là mình đi đang ở quầy đây là người ta không có chế, tất cả phải đem tiền mặt theo. I take a small one. Small one, yeah? Spicy, okay. Not too spicy. Not spicy. 50, how many US dollars is this, you know? 150, how many US? 150 là bao nhiêu US dollar ta? Và hình như khoảng 5 đô ta. Yeah. Ở đây còn xài tiền cắt nha. So, bây giờ mình ăn thử cái octopus. Được. Thầy Công Duy Huy là có cái phong cách ăn là ăn rất là gia vị ít ha, đơn giản, đừng có nấu nướng nhiều. Lần đầu tiên Thầy Công Duy Huy đi đến Taiwan là cách đây mấy năm rồi? 7 năm. Vậy có lần thứ hai à. Thật sự là nó rất là gần Việt Nam mà sao mình đi quá ít ha. Kỳ này đi có 5 ngày thôi nhưng mà kỳ sau mình muốn đi lâu hơn á. Em muốn khám phá cái đảo này. Ở trong bên cái đảo nó có nhiều cái landscape rất là đẹp. Dạ. Nếu mà lái xe hơi đi một vòng Taipei á cũng đẹp đấy ha. Taiwan luôn, mình đi một vòng luôn. Thì một vòng là khoảng 2000 cây số. Rồi là mình bướng một xe hơi cái mình đi một vòng. Đi vòng trong vòng 10 ngày đi. Đó là mình khám phá Taipei nhiều hơn chút. Dạ. Cái phá lấu nè em. Cái này có chỗ ngồi luôn á. Mấy món này no. Mang no luôn. Thì ở đây người ta cũng bán như giống chỗ thuốc bắc em. Thật chỗ này lớn thật. Thái Công Duy Huy là thật sự là rất là hơi sợ đám đông. Vậy hôm nay mà vô cái chỗ này là cũng cả gan lắm rồi đó. Đông người quá. Đông người mà đi còn quay phim kiểu này nữa. So, đây có món gì đây? Ô, món bò nè em. Đây đi. Em có nên thử món bò không? Bò đang ăn. Ở đây cái món nổi tiếng của nó là cái món mà bánh xèo em, bánh kẹp á. Giống như bánh tráng mình mà nó có hai lớp. Cái này ngon đúng không? Cái này thấy ngon, quý cái con thấy ngon á. Mua con đi. Ok. Ngon này, cái này mới mực thiệt nè. Hồi nãy mực lại là mực giả đó em. Bây giờ mình Thái Công với Huy sẽ ăn thử cái món mực nướng này ra làm sao. Hồi nãy cái mực bên kia cảm giác là không phải là con bạch tuộc mà giống như nó nghiền ra, nó trộn vô bột với đó. Xong nó lập cái form mà nó chiên rồi nó cắt ra. Có nghĩa là giống như là tôm giả với đó. Em biết cái cằn tôm giả không? Nó giống vậy á. Ốp làm bả cái trên cái lò kia nó không bao nướng thôi. Vậy tới chừng nào mới có đồ ăn chứ? Năm con. Lâu không ta? Lâu. Mướn không biết chừng nào mới xong. Không mực thì chắc là mau chín rồi đúng không? Dạ. Yeah. Mình ăn từ cái quầy đây một chút rồi chút xíu no luôn. Nhìn con mực ai thấy no rồi đó. Phải chờ đợi lâu. Chính chưa tầm ẩm, ba lấy ra rồi. Bên đó bên xe khởi khẩu, Huy Huy. Bên đó bên. Thank you.
How much? You want more? Okay, okay. 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 So, okay. Yeah. Let's try. Mm. Oh. Cái này giống mực đúng không? Cái này mực. Chín chưa ta? Về hai đứa đau bụng là biết chưa chín. Cũng không có gia vị gì dập đâu. Cái này mình ăn trong hàng Nhật hoài. Cái nước sốt này thôi. Ok. Cũng không phải là như cái món này mà mình chưa bao giờ ăn cái lạ miệng không? Món này là $3, 100 ăn vài đô la thôi. Thank you. Rồi hôm nay mình ăn món gì đây? Một cây là một cái bò xào với cải trắng hay sao? Cái bánh này anh chưa ăn thử. Cái này thấy ngon. Tôm sống với cà chua. Gì hả? Anh thấy là trưng bày thấy ngon. Với lại cái nhà hàng này Thái Công với Huy chỉ chọn random thôi chứ không có đi tìm gì cả. Tại vì nó đối diện cái khách sạn W thì ở dưới giờ mình thấy có một cái nhà hàng đẹp đẹp. Bởi vì đấy có một cái shopping mall thì shopping mall đắt tiền á, chứ không phải là shopping mall đắt tiền ha. Dạ. Là cũng có mấy cái tiệm high fashion trong đây. Du lịch tới nhiều khi cũng có hên xui chọn nhà hàng. Dạ. Có bữa hên có bữa xui. Mình phải tùy thời điểm nữa. Có lúc đó mình đang đói bụng quá cái mình cũng không có còn kiên nhẫn mình lựa nhà hàng mình thấy cái nào mình ăn đại. Không, tối hôm qua hơi lính quýnh luôn á. Đói bụng quá chừng đói bụng. Lúc mà không đói thì anh thấy nhà hàng nhiều thì nhiều mà lúc mình đói sao không gặp nhà hàng. Cái tâm lý không? Cái món này ngon nha. Món này nó giống như là gilet rồi có ba loại cà rồi có tôm. Sống ở trong đây, ngon ghê. Hết hàng này tới hàng kia rồi đó. Thôi, giờ chọn món xíu nha. Dạ. Yeah. No rồi đó. No. Cái gì? Em ăn cái xúc xích này vô là no luôn á. Khỏi cả món khác luôn. Lạp xưởng, lạp xưởng. Còn món này nhưng mà thấy ngon không? Ngon. No. Chiên quá. No lắm anh ơi, chiên nhiều. Chiên quá. Anh thích cái món này. Cái món này món gì? Món này món gì? Ngon đi. Thiệt. Cái này ngon, khá lấu em. Oh. Yeah. A small portion. Yes. Yes. Do you want something? Everything, yeah? Basic. Yeah? This okay. One, yeah? Okay. Really? Yeah, okay. Half, yeah. Okay. But small portion, yeah? Small. Smaller. Yeah. Yeah. Okay. How much? $300 là $10 này có chắc cái phổi ha. Thêm thiếu thiếu tiền. Cái tô xong người ta mới nhúng vô cái nước lèo chút xíu. Cái gì ngon nha, nó bò. Phổi bò với cái này lạ nè, cái này trong nhà hàng không có nha. Wow, nhiều dữ. Trời ơi, ăn cái này xong chắc em chết. À, chồng kìa. Anh thấy ngon nha. Hả? Cái này giống như là bắp bò em. Đúng bắp bò luôn. Cái mùi sao? Cái mùi kia không? Ok. Ở đây nó có cái mùi nhiều khi lạ mùi á. Cái chỗ bên kia vắng thì qua kia ngồi xíu. Chỉ ăn ở ngoài đây hơi khó chịu là không có chỗ đứng cho ngồi ăn. Đó là không có chỗ đứng luôn á. Ờ, đông quá. Dạ. Yeah. Hơi nhiều không? Quá nhiều. Nè, ăn xong món này mình không ăn được món khác nữa. Dạ. Yeah. Cái này anh thấy gì cái chợ Bến Thành á, người ta ăn một chợ mà người ta cũng có cái chỗ ngồi cho mình ngồi. Còn chỗ này không có một cái chỗ ngồi luôn. Nó hơi khó cái chỗ này. Ai cũng đứng vậy hay sao ta? Nó đứng ở bị chen. Ăn ngoài đây chỉ có khó nhất là bây giờ đứng ở ngoài không có quen. Vừa ăn, vừa đứng vừa ăn.
Cái này mình cũng ăn trong nhà hàng được. Hình như đâu ta? Ở bên em có cái món phá lấu này. Đây là không có rác. Bây giờ tới đây thấy cái ăn cái chỗ nào mình trả rác cái chỗ đó. Có cái mùi Thái Lan không? Hả? Cay cay đúng không? Chua chua. Cái này lạ ghê. Ngon ha. Rất là lạ luôn. Có là bình thường bánh tráng người ta lót ở dưới nó tải ở trên thôi, còn cái này nó có cái lớp ở trên nữa, rồi nó có là nhét viên giữa luôn á. Bây giờ đồ ăn không có quan quan trọng là món gì hay ở đâu, nhưng mà nếu mà nấu ngon mình ăn mình cũng cảm nhận được hết. Thì mình chọn một nhà hàng random mà ngon như là rất là hên, hay là ở đây là tòa nhà nào cũng ngon ta? Có, bữa nay rất ngon. Cái món này hơi lạ nha, bắp trên bắp mà nó chét cái gì lên hả? Anh nó chưa thấy được á. Rồi thôi, giờ mà anh biết sao nó cạp mất không rồi? Cạp mất không, dính răng đúng không? Coi cái trái mận nó bự rồi. Oh my god, cái trái mận chưa thấy cái mận bự luôn. Oh my god, so đằng sau lưng thấy ông là bán tàu thúi mà đứng đây là nghe cái mùi đó. Cái mùi nó rất là đặc trưng luôn á. Nó rất là gắt, nó thủm thủm, nó gắt gắt làm sao. Không diễn tả được cái mùi khác luôn á. Nó rộng. Cái đoạn mà anh thấy nó sạch sẽ rất là quan trọng luôn. Bây giờ người ta nói ăn ngon mà anh thấy mình nhìn học sạch sẽ mà nó ngon, anh cũng không dám ăn. Hả? Sạch sẽ nó nằm trong cái yếu tố số 1 ở trên hết á. Bây giờ anh coi mấy cái phim mà TikTok mà Ấn Độ nó ăn ở ngoài street food này. Anh không hiểu rồi, không hiểu nổi luôn. Coi mà sợ luôn. So ở đây có một cái món Đức có ghi là pork Schweinshaxe mit Sauerkraut. This is a sonato is my Germany master. Hit me. Ah, okay. So yeah, you learn from German, good person. Yes. So 100? Yes, thank you. Thank you. So we try. Okay. Thank you. We can test. Yes, baby. We test. Good. But you have no skin, huh? The crispy. So món Schwein Haxe. It's a very soft. Good. Very good. Thank you. Sehr lecker. It's been delicious. Thì nãy giờ khoảng nửa tiếng mà thấy mệt rồi đó. Tùy hết hứng rồi. Và bây giờ là đi lui lại cũng không được mà đi tới cũng không được. Mình ngay chính giữa chợ luôn. Quan chợ. Bây giờ phải cố gắng đi ra tới cùng thôi. Anh đã chợ. Còn có nghĩa là đi để biết, nhưng mà chỗ này không có cần trở lại. So nếu mà ai mà sợ đông người thì thấy không, như Huy không có recommend đến đây. Và ăn thì cũng tới đây cũng được. Có nghĩa là ăn đứng, ăn bốc, không có ngon đến nỗi mà phải chen đút ăn chỗ này. So lâu lắm mà mới thấy có một cục rác nha. So không phải là thực khách là dễ. Thấy ăn street food thế sao? Ok, mình thử. Không interesting gì lắm. Yeah. Nói chung là chen mà ăn cái đó em chẳng thấy ngon. Bây giờ anh thấy mình phải, người ta nói nhiều lắm, người ta cứ nói là ồ cái này phải làm, cái kia phải làm, cái này ăn phải ăn, cái kia phải tới Taiwan là phải ăn street food này kia. So, thì mình cũng làm, nhưng mà mình chỉ làm một lần một thôi. Nhưng mà mình phải làm mình mới biết là mình có hợp hay không vậy. Và làm rồi, và mình nói làm rồi quá đông. Nhưng mà mình làm cái này rồi, mình cũng có kinh nghiệm cho những cái chỗ khác nữa. Có nghĩa là thật sự thấy không, như Huy đi du lịch chứ cũng ít đi cái chỗ mà đám đông tổ chức như vậy nhiều. Thì cái thói quen là hai đứa vô nhà hàng hồi ăn ngon xong rồi mặc đồ đẹp xong rồi đi chơi tiếp tục. Bây giờ quần áo cũng hơi có mùi đồ ăn, bây giờ muốn đi đâu tiếp tục cũng hơi khó chịu, chắc là về nhà phải thay đồ tắm lại rồi mới đi tiếp tục. Thì bây giờ mới có 7:30 tối à, cũng còn khá sớm ha. Con chồng mà đông quá đông mà chen vậy không thoải mái, khó ăn. Ăn cái sợ đứa này nó xô cái nó bay nguyên cái tô nó lên người.
và người ta đi nhiều, có thể cái này nếu mà tổ chức bán ăn như vậy thì ít nhất là mọi chỗ cũng phải có đồ ăn chứ hả? Là ít nhất phải có một cái bàn để khách ngồi. Còn nếu mà đâu có ai mua thì đem về ta, tại vì thế nên nếu cứ bỏ vô cái bịch, cái món bỏ vô cái bịch, à, giống như là đi chợ mua đem về hả? Đâu phải. Cái này tổ chức người ta ăn liền đúng không? Cần có cái quầy ngồi em. Vậy anh. Mà anh ăn nướng không thì à, cũng không có được một miếng nước nữa. Có nghĩa là bây giờ là Thái Công với Huy rất là khát nước luôn. Mà không có một cái ly nước để uống bây giờ. Tất cả nó có một cái giá. Các bạn thấy không? Nếu mà muốn bỏ ra một món chỉ $3 thôi á, thì mình chỉ trả cái đà ra với cái bịch nhựa thôi á. Còn muốn mà người ta bưng nước cho mình, ngồi trên cái ghế bưng ra rồi thì mình phải trả tiền thêm những cái gì đó. Ở Việt Nam người ta cũng đem nhiều ý tưởng đồ ăn từ Đài Loan về. Dạ đúng rồi. Tại vì những cái món mà ăn gọi là ăn chơi rồi thì Đài Loan rất là nổi tiếng. Anh thấy có đợt ví dụ là từ trà sữa cho tới mấy cái bánh bông lan, bánh bông lan rồi đó. Quá trời, thấy không? Người ta cũng đem ý tưởng từ đó về. Ở Đài Loan là sản xuất hình như là 90% trên thế giới này mấy cái microchip. Có nghĩa là nếu mà không có sản xuất là trên thế giới này rất là có vấn đề về những mấy cái máy điện tử luôn. Còn xe hơi cho những công nghệ cao đó. Giỏi quá hả? Đài Loan làm được. Không biết con số mà rất là lớn luôn á. Thường nếu ai mà biết con số mà lớn comment cái này. Và Đài Loan chuyên môn những cái nghề nghiệp gì, ai biết comment thêm. Dạ, anh thấy một cái đất nước nhỏ như vậy mà người ta có một cái chuyên môn mà nó đem thâu nhuận ha. Thì những cái đất nước nhỏ mà người ta thiếu hụt về tài nguyên thì người ta phải đầu tư vào chất xám. Người ta phải khai thác vào những cái ngành mà nó liên quan đến trí tuệ. Yeah. Thì mới phát triển được nước. Ngon không anh? Anh không ngon lắm. Mùi nó hơi... Nó sao sao á. Nó dạ. Có cái, nó cái mật ong rồi trà. Trà hơi đắng quá hả? Không phải khẩu vị anh á. Với lại mình cũng không phải là người uống trà sữa nên mình cũng khó phân định thôi. Mày có phải sữa không? Không có hơi đâu. Chút sữa mà hay hơi này thì anh đại học rất là được. Thế là mình đi vòng vòng ở đây xong rồi mình đi bên này trời tiết hơi xấu hồi nãy thấy có mưa hơi lạnh lạnh xấu. Mình cũng không đem áo lạnh theo nhiều. So, let's go. Bữa nào uống cà phê không ta? Anh thích uống cà phê espresso là gì? If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away, the water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab sunglasses and the Atlas. We can prove we're smarter than